What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em được quay lại với Boss Gear. Thì hôm nay admin sẽ không giới thiệu về bất kỳ cái con bàn phím cơ nào, mà admin sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là hiện tại đang có những loại bàn phím cơ tiêu chuẩn nào, những cái bàn phím cơ mà có tỷ lệ như thế nào thì sẽ phù hợp với mình và nên chọn những cái bàn phím cơ nào. Rồi ok, bây giờ mình sẽ có 4 cái bàn phím cơ, 4 cái thể loại bàn phím cơ mà mình sẽ thường hay gặp nhất, đó là bàn phím cơ full size, bàn phím cơ TKL, bàn phím cơ mini và một số các loại khác nữa. Thì có tất cả là 4 cái. Ok, bây giờ mình sẽ đi giới thiệu sơ qua từng cái một và những cái phù hợp ưu điểm của nó và những cái nhược điểm của nó. Let's go. Đầu tiên thì các bạn phải kể đến đó là những chiếc bàn phím cơ full size. Full size thì trong full size chúng ta sẽ có chia thành nhiều các loại nữa. Ví dụ như là full size cơ bản sẽ có 104 phím, nhưng còn bàn phím này sẽ là 104 phím. Và ngoài ra nó còn có 108 phím, rồi có cả các cái phím điều hướng, rồi các cái phím multimedia ở trên này rất là nhiều. Thì hầu hết những cái loại đó đều là full size hoặc là những phím macro. Ở bên này thì nó sẽ bao gồm tất cả các phím và có thể bao gồm cả cái phím numpad ở bên đây, cái bộ numpad này đây. Thì những cái bàn phím cơ này nó sẽ có cái đặc điểm đó là sẽ dễ dàng, dành cho thuận tiện cho bất kỳ những người nào sử dụng bàn phím. Thì nó do nó có đầy đủ các ký tự và các nút cho mình, khi thao tác thì sẽ không bao giờ bị thiếu hay là phải thao tác thêm một vài nút vào, nên rất là đơn giản thôi. Khi các bạn sử dụng thì rất là ngon. Những cái con bàn phím như thế này full size như thế này thì dùng cho những người có cần phải có đầy đủ phím, nhất là những cái bàn phím số như thế này, bàn phím số bên phải này. Thì những cái bàn phím số này sẽ giúp cho người đó nhập liệu được, tức là nhập số rất là nhanh. Khi mà mình nhập số thì mình phải cần có cái bàn phím numpad này, chứ nếu mà nhập mà bằng cái phím trên này thì rất là khó chịu và cũng rất là mất thời gian nữa. Cho nên là hầu hết những người mà sử dụng bàn phím full size đều là những người thuộc dạng tiếp văn phòng hoặc là những người mà cần phải có nhập liệu thường xuyên, thì đó là những bàn phím full size. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó là sẽ hơi chiếm diện tích một chút. Ví dụ như là cái bàn, những cái ba người nào mà có cái bàn nhỏ thì khó mà có thể để được hết con này lên và kèm theo một con chuột nữa. Thì kèm theo cả một con chuột nữa thì nó sẽ hơi chật một chút như thế này. Thì phải chịu khó một chút thôi. Thì đối với những người nào mà có dùng bàn phím full size thì tốt nhất là nên sử dụng một cái bàn thật là rộng. Đến với lại bàn phím thứ hai, loại này thì chúng ta rất là thường thấy, đó là bàn phím TKL. Bàn phím này nó sẽ khác với vòng bàn phím full size là nó sẽ không có dãy phím số bên này, mà nó sẽ bao gồm từ những cái bàn phím có nút điều hướng mũi tên như thế này trở vào, và nó vẫn có đầy đủ các nút F trên này đấy. Thì những cái bàn phím này khá là gọn gàng, dành cho những cái bạn nào mà có mục đích chủ yếu là để chát chít và gõ văn bản là chính, và thêm một cái tác vụ nữa đó là dùng để chơi game. Thì những cái bàn phím này rất là thích hợp cho những cái bạn mà có cái không gian hơi bị nhỏ hẹp một chút và không có sử dụng nhiều đến bàn phím số, thì tốt nhất là có thể nên dùng cái bàn phím này, tại vì nó khá là gọn và có thể mang đi được. Nếu mà các bạn sử dụng laptop hay là những cái bạn mà hay mang ra net chơi game á, thì mình có thể mang cái bàn phím này bỏ vào trong ba lô của mình rất là dễ dàng và có thể mang đi. Tuy nhiên cái bàn phím này thì nó sẽ có một cái điểm dở, đó là vì nó không có bàn phím số cho nên là sẽ có một số thao tác cũng hơi khó, ví dụ như là nhập password bằng số chẳng hạn, thì khi các bạn nhập số ở trên này rất dễ bị lộn và cũng sẽ lâu hơn đấy. Còn về tất cả các thứ thì nó cũng đều khá là ổn. Nếu mà các bạn không dùng quá nhiều đến phím số thì dùng con này khá là ngon. Và hiện tại là ở trên thị trường bây giờ có rất là nhiều cái dòng bàn phím TKL như thế này, hỗ trợ chủ yếu là để chơi game thôi, thì nó không cần có quá nhiều cái diện tích, không có tốn quá nhiều cái diện tích của các bạn đấy. Và nó cũng khá là đẹp, đầy đủ các tính năng đàng hoàng, nó vẫn không có thiếu bất kỳ tính năng nào. Đó là về con bàn phím TKL. TKL ở đây có vẻ là viết tắt của tên keyless, tức là thiếu mất 10 phím số bên này đấy, phím số bên này đấy. Thì con phím này nó sẽ gồm có 87 phím thôi. Và những con bàn phím này vẫn có thể chơi keycap rất là ok. Nếu các bạn chơi những cái dòng keycap mà chỉ có 37 phím như Rainbow, hoặc là những cái dòng keycap mà dành riêng cho những cái bàn phím cơ, thì đều có thể chơi được hết, không sao cả.
Như vậy còn những bàn phím này nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà chuyên để chơi game thôi, chơi game hoặc là chuyên để mình gõ văn bản chat chít thôi, chứ còn không có dành cho những người bạn nào mà chuyên về văn phòng nhập liệu nha các bạn, tại vì nó không có bàn phím số, rất là khó khăn. Ok, bây giờ mình sẽ sang một con bàn phím nữa, và bàn phím này là thuộc dạng bàn phím mini. Ok, thì những bàn phím mini thì nó sẽ có rất là nhiều dòng, ví dụ tức là những cái dòng nào mà nhỏ hơn TKL, dòng 87 ấy, thì nó sẽ là bàn phím mini. Thì mini này nó chia ra thành chẳng hạn như là có dòng 60% hoặc là 61% hoặc là 64%, rất là nhiều, vân vân, hoặc là loại 75 nữa. Nhưng mà có lẽ là cái loại thông dụng nhất và phổ biến nhất là loại 64, tức là loại như thế này. Thì nó sẽ bao gồm, đây là loại 61, mình xin lỗi nhé, thì sẽ bao gồm những cái bàn phím thông dụng nhất mà người ta có thể bỏ vào đây. Nó sẽ đẩy tất cả các bàn phím mũi tên vào trong này, và mất nút shift nó sẽ thu nhỏ lại. Đó, cũng như là một số nút này nó vẫn để lại để nút đeo hay là pay up pay down. Đó, như thế này thì nó vẫn sẽ để lại ở bên góc này. Nó sẽ dồn hết vào và nó sẽ gọn, không có chút thừa nào ngoài này luôn. Sẽ gọn gàng nhất có thể. Những cái thiết kế như thế này thì nó sẽ hơi bất tiện một chút nếu như mà các bạn gõ những cái bàn phím full size quen rồi. Thì khi mà bạn sử dụng thì chẳng hạn như nút shift này thì nó sẽ dễ bị lộn, hoặc là các phím mũi tên cũng như là phím control. Control nó sẽ đẩy vào đây một chút thì nó sẽ trừ đi mấy cái nút ở Alt Tab hay là phím nút chuột phải vân vân. Thì nó sẽ đẩy, nó sẽ mất đi mà nó sẽ thay vào đó là nút control này vào trong. Đó, thì khi mình ấn nút control này thì nó sẽ dễ, rất là dễ bị lộn. Cho nên cái này các bạn phải mất một thời gian thì nó mới quen được. Và cái ưu điểm của nó thì phải nói là rất là gọn gàng. Thì các bạn có thể thấy là cái con này nó siêu gọn luôn. Không có cảm, khi mình cầm lên thì không có cảm giác nào là nặng nề hay là vướng víu nào cả. Thì những cái bàn phím này thường nó sẽ có thêm cả dây rời, tức là nó sẽ không có dây cắm trực tiếp những cái bàn phím kia. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta được một cái rất là thuận tiện, mà khi mình cần đi đâu đó thì mình chỉ cần vác cái này lên, đút dây ra đó, quấn cái dây riêng và sau đó nhét cái này vào ba lô mang đi, rất là thuận tiện. Đó. Chính vì vậy thì cái ưu điểm lớn nhất của con này đó là tính cơ động. Mà nói là tính cơ động rất là đã, khi mà mình sử dụng laptop hay là mình mang ra ngoài net chơi thì mình có thể sử dụng con này đi, mang rất là nhẹ nhàng và không có vướng víu gì. Còn nếu như mà các bạn đem ở nhà thì tốt nhất là các bạn nên mua một con bàn phím TKL hoặc là một con bàn phím full size để mình sử dụng. Chứ còn nếu mà dùng con này thì khá là khó chịu. Thì con này chỉ để dùng chẳng hạn như để trưng ở nhà, hoặc là mình chơi keycap mình trưng cho đẹp, hoặc là mình dùng chung với laptop mình mang đi mình gõ đấy, thay cho bàn phím laptop. Ngoài những cái con bàn phím như thế này ra thì chúng ta sẽ còn một số con bàn phím rất là dị nữa, đó là những con bàn phím thuộc thứ tư, là những con còn lại đó. Thứ tư là những con còn lại thì nó sẽ có thiết kế chẳng hạn như là những cái con bàn phím có thiết kế hơi theo kiểu công thái học, tức là nó sẽ nghiêng về phía hai bên, sẽ giúp cho mình gõ một cách thoải mái nhất. Nó sẽ nghiêng như thế này, nghiêng hình kiểu dạng hình cánh bướm á. Và một số bàn phím mà chỉ dành chơi game thôi, nó sẽ có những cái phần ở bên tay trái chỉ có những cái phím tác vụ chơi game như là QW, R, phím số 1256 hoặc là phím F và nút cắt vậy thôi. Thì nó không có nhiều số, những cái phím đó là những cái phím chuyên dành cho chơi game, tiêu biểu là con Razer hoặc Weaver. Ngoài ra thì sẽ có thêm một số bàn phím còn cực kỳ nhỏ hơn nữa. Thì những cái bàn phím chẳng hạn như là những bàn phím mà nó gọi là tự làm đó, gọi là những bàn phím móc, thì những bàn phím này nó chỉ có phiên bản đó là một xíu thôi, nó là khoảng tầm 50% thôi, rất là nhỏ đấy. Chỉ có những cái bàn phím chữ ở trong này thôi, chứ không có hề có phím số hay là cái bàn phím mũi tên vân vân. Là những cái bàn phím đó chỉ dành cho những người nào mà gọi là thuộc dạng là chơi chuyên biệt riêng một dòng nào đó thôi thì mới sử dụng, rất là hiếm người. Tóm lại, nếu mà các bạn chuyên về bên văn phòng thì các bạn lựa bàn phím full size. Những cái bạn nào hay nhập liệu á, nhập số vân vân thì dùng bàn phím full size. Những bạn nào mà thiên về phía chơi game một chút và có góc bàn của mình không được rộng rãi thì có thể mình dùng bàn phím TKL. Những cái bàn phím TKL thì sẽ là ok nhất nếu đối với các bạn nào mà
đang có một cái diện tích không rộng và cũng chủ yếu để chơi game thì nên dùng bàn phím TKL. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu mang đi, mang lại rất là nhiều, tức là những có nhu cầu đi lại cao và cũng như là sử dụng kèm với laptop, mình hay mang ra ngoài quán cà phê gõ chẳng hạn, thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng những con mini như thế này, tại vì nó có dây rời và nó cũng rất là gọn gàng. Còn những cái bạn mà chuyên biệt những cái bàn phím còn lại thì cái đó thì rất là hiếm, thì những cái bạn nào thích thì phải mua thôi, chứ còn bình thường thì chúng rất là ít người sử dụng. Ok, đó là những cái bàn phím cơ bản trên thị trường hiện nay. Thì các bạn nghĩ sao về những chiếc bàn phím này, và các bạn theo các bạn thì các bạn sẽ sử dụng loại nào? Hãy comment ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.